bên trong siêu thị một con quái vật đột nhiên xuất hiện nhân lúc đám người không để ý nó đã dùng dao tiễn một thanh niên đang hóng lên bàn thờ ăn chuối cả nải cảnh tượng kinh hãi khiến mọi người xung quanh vô cùng hoảng sợ bất ngờ hơn là một thanh niên đeo kính chỉ mới trước đó đang còn ngồi trong góc run rẩy cơ mà lúc sau cậu ta đột nhiên trở nên hổ báo vác dìu cân cả đám quái mặt không cảm xúc chuyện kỳ lạ này cũng diễn ra với một cậu nhóc và cô gái thu ngân trong siêu thị ban đầu họ chỉ là người bình thường nhưng không hiểu sao cả hai đột nhiên trở thành cao thủ bón hành quái vật như con thì ra bọn họ đều là những người chơi đã hồi quy trở về từ tương lai với những sở kiêu bá đạo. Ly Hoa Jun là một thanh niên nghèo sống ở đáy xã hội, hồi nhỏ cậu là trẻ mồ côi vì cơ thể gầy yếu nên thường xuyên bị bắt nạt. Hoàn cảnh khắc nghiệt đã khiến Hoa Jun trở nên mạnh mẽ đụng là chạm luôn không ngán bố con thằng nào. Năm nay đã hơn 20 cái nồi bánh trưng vẫn FA, gấu thì chưa có mà gió đông đã về buồn thiệt chứ. Hôm nay Hoa Jun đi tới siêu thị để mua đồ, cậu phát hiện phía sau đám đông đang bàn tán về một sinh vật kỳ quái nào đó. Không ngờ sinh vật này lại đột nhiên dùng dao sát hại một thanh niên xấu số rồi ăn thịt anh ta trước mặt mọi người. Hoa Jun vô cùng khiếp sợ bởi vì cậu đã nhận ra nó chính là yêu tinh trong truyền thuyết. Con yêu tinh còn muốn tấn công Hoa Jun nhưng cậu đã nhanh tay cầm thanh đao trên kệ hàng chém nó làm đôi. Sau khi tiêu diệt nó, cậu nhanh chóng nhận ra khắp nơi đều có mùi máu nồng nặc, thì ra lũ yêu tinh không chỉ có một con lúc này bọn chúng đang bao vây một đôi mẹ con. Hoa Jun thấy người khác gặp nạn không do dự ra tay giúp đỡ. Những người trong siêu thị thấy cậu hổ báo như vậy thì cũng học theo tìm vũ khí tự vệ. Ở trong góc tường có một thanh niên đang sợ hãi run rẩy như một thằng phế vật. Hoa Jun liền đưa cho khứa này một cái cưa máy và bảo cậu ta nếu muốn sống thì hãy mau đứng dậy mà chiến đấu. Dù là một người yếu đuối từ thể chất đến tinh thần, thì bản năng giữ mạng của con người vẫn là động lực mạnh mẽ. Rất nhanh có người đã phát hiện lũ yêu tinh đến từ đâu, chính là một cái hố không gian đằng sau kho hàng. Trong đó vô số quái vật cứ liên tục chui ra không ngừng. Hiện tại tình huống rất là tồi tệ khi số lượng yêu tinh ngày càng tăng, ngược lại sức lực của những người trong siêu thị ngày càng giảm sút. Hoa Jun đã quan sát cái hố và nhận thấy yêu tinh sẽ chui ra theo một quy luật nhất định, cứ mỗi 10 phút sẽ có thêm 10 con xuất hiện, bây giờ đã có tổng cộng 26 con. Bên trong siêu thị chỉ có vũ khí chiến đấu ở cự ly gần nên chỉ cần một sai lầm sẽ bị lũ yêu tinh thịt luộc. Những người đang dốc hết sức mình chiến đấu đều đã hoàn toàn kiệt sức, lúc này Hoa Jun chỉ ước gì mình có một khẩu súng. Vừa nhắc Tào Tháo thì bị Tào Tháo đuổi vừa nghĩ đến súng thì quân đội Hàn Quốc đã xuất hiện giải cứu người dân mắc kẹt trong siêu thị quái vật. Bọn họ chính là đội phòng chống khủng bố của Bộ Tư lệnh Quốc phòng thủ đô. Quân đội bắt đầu sử dụng hỏa lực để đàn áp lũ yêu tinh, Hoa Jun thấy có người tới cứu thì cũng thở phào cậu đang đứng cùng với thanh niên đeo kính lúc nãy. Cậu ta cảm ơn Hoa Jun rồi tự giới thiệu tên của mình là Kim Bo An, Bo An muốn làm quen với Hoa Jun cơ mà anh mên nhà ta cũng không quan tâm. Hoa Jun bảo đối phương từ giờ hãy tự thân vận động bởi vì cậu đã chán ngấy những kẻ yếu đuối nên cậu muốn đi lẻ một điều Hoa Jun học được từ việc tham gia tổ chức lính đánh thuê. Những kẻ yếu đuối luôn là quả tạ trong tim, cậu không muốn làm người gánh tim vì sợ bị đồng đội bóp. Hơn nữa giờ ở quanh đây đã có cả binh lính vũ trang súng ống đầy đủ rồi nên cậu cũng chẳng cần đến một người như Bo An nữa. Quan sát người của quân đội đang chiến đấu với lũ yêu tinh Hoa Jun không nhịn được mà thở dài. Đó là bởi vì cậu đã nhận ra hơi thở của bọn họ không ổn định, tư thế khi chiến đấu cũng không hề vững vàng. Có súng đạn trong tay mà bắn quái cả chục phát vẫn xịt đúng là mù mắt mà không thể tiếp tục nhìn cảnh này được nữa hoa jun đã bảo một anh lính đưa súng cho mình tôi là ly hoa jun của lực lượng số 1, hãy đưa súng đây anh lính vẫn còn ngơ ngác đang không hiểu chuyện gì thì cây súng trong tay đã bị cậu lụng luôn quân đội khi nhận ra đồng bọn đã bị cướp súng thì rất tức giận mặc cho đám lính kia ngăn cản cậu vẫn cầm ak xấy thẳng vào bọn quái không trượt phát nào cứ một viên đạn là một ông cháu ra đi không động tác thừa mấy người thuộc đội chống khủng bố nhìn cảnh này cũng ngây người Bây giờ bọn họ mới nhớ lại Hoa Jun đã từng nói cậu đến từ lực lượng số 1, công ty lính đánh thuê máu lạnh nhất thế giới. Nhờ những pha xế AK đẳng cấp như không giật của Hoa Jun mà đội chống khủng bố đã thành công giải cứu những người còn sống. Lúc này một cái bảng điện tử đột nhiên hiện lên trước mặt cậu, cùng với đó là dòng chữ đang khởi động lại trò chơi. Hoa Jun bất giác cảm thấy đau đầu không biết đây có phải sự thật không. Từ lúc cậu bước chân vào cửa hàng là hết chuyện lạ này đến chuyện lạ khác xảy ra làm cậu phát điên. Hoa Jun không biết thứ được gọi là trò chơi là cái quái gì, nhưng vì sao nó nói khởi động lại chứ không phải khởi động càng khiến cậu cảm thấy lú như con cú cậu chưa từng nhìn thấy lũ quái vật hay cái gì đó tương tự vết nứt không gian kia bao giờ và không chỉ có mình cậu không ai trong cửa hàng đồ sắt thép này từng nhìn thấy cảnh tượng ấy mọi chuyện xảy ra từ lúc cậu bước chân vào siêu thị đã vượt quá nhận thức của con người rồi lúc này một con quái vật to lớn đã bước ra từ cánh cổng không gian nó là một con óc đội chống khủng bố thấy vậy thì tập trung hỏa lực tấn công con óc thế nhưng da thịt của nó quá dày súng đạn bình thường không thể làm nó bị thương ngay cả Hoa Jun cũng cầm AK nhắm thẳng vào đầu nó mà nã đạn nhưng nó vẫn từng bước chậm rãi tiến về phía trước. Đột nhiên thanh niên trước đó còn run sợ đã cầm dìu chém đứt hai chân của con óc khiến nó bốc đất ăn vã. Sau đó Bo An nói với mọi người rằng điểm yếu của óc là nửa dưới cơ thể, bọn họ có thể dễ dàng hạ gục chúng nếu khiến cho chúng bị mất thăng bằng. Còn anh Men thì vẫn ngơ ngác không hiểu cái quần què gì vừa diễn ra. Bo An rõ ràng là một tên yếu đuối, chưa đầy một tiếng trước cậu ta vẫn còn trốn trong một góc mà run rẩy. Thế nhưng hiện tại Bo An dường như đã biến thành một người khác, vẻ mặt lạnh lùng cậu ta kết liễu quái vật không chút nương tay. Sau khi con óc bị Bo An xin nhẹ cái đầu, bên trong cánh cổng không gian lại có thêm hai con nữa chui ra. Lúc này một cậu nhóc đột nhiên cầm cờ lê lao lên solo với con óc mặc kệ sự ngăn cản của người bố. Hoa Jun vẫn còn nhớ rõ trước đó đối phương chỉ là một đứa nhóc bình thường đang đi mua đồ với bố. Cơ mà hiện tại cậu nhóc đang tàn sát lũ óc như thể đây không phải là lần đầu tiên làm như vậy. Có một điều mà Hoa Jun chắc chắn, đó không phải là đứa trẻ bình thường vừa ngó sang bên cạnh thì cậu phát hiện nhân viên thu ngân đang quay xích cậu nhớ rõ ràng lúc trước đối phương vẫn chỉ là một cô gái bình thường còn mời cậu mua hàng hiện tại cô ấy đã quăng xích trúng chân một con óc làm nó ngã sấp mặt thanh niên tên kim bo an trông cũng không giống người vừa nãy mới quỳ xuống cầu nguyện khi bị yêu tinh tấn công bọn họ cứ như đã bị một ai khác nhập vào rốt cuộc là chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy tình thế đã được kiểm soát đội chống khủng bố bắt đầu ngừng bắn thấy bản thân đã an toàn những người dân xung quanh vui mừng vì quái vật đã bị tiêu diệt còn Hoa Jun thì vẫn cảm thấy thắc mắc bởi sự thay đổi đột ngột của một vài người khi cậu đang trầm ngâm thì bảng điện tử lại một lần nữa hiện lên không có phần hướng dẫn cho trò chơi này tuy nhiên bạn có thể hỏi ba câu về trò chơi hãy suy nghĩ kỹ trước khi hỏi Hoa Jun đã được đặt cho một biệt danh khi gia nhập lực lượng lính đánh thuê tàn bạo nhất thế giới và càn quét khắp các chiến trường biệt danh đó là Philes một kẻ không biết sợ hãi một đồng đội đã đặt cho cậu biệt danh này bởi vì cậu luôn giữ cái đầu lạnh và đánh giá một cách bình tĩnh trong mọi tình huống nhờ tính cách đó mà cậu đã sống sót giữa chiến trường bom đạn lúc này vẻ mặt của hoa jun vẫn bình tĩnh một cách đáng sợ cậu đang đánh giá tình hình xác của lũ quái vật vẫn còn nằm đó chứng tỏ những gì cậu chứng kiến đều là sự thật hệ thống giải thích tận thế sắp đến đây là trò chơi được thiết kế để thử thách con người kể từ bây giờ cửa sổ trạng thái sẽ được mở nó bảo hoa jun đã trở thành người chơi ở hàn quốc dĩ nhiên là anh men không tin đang định bảo cửa sổ trạng thái cái con cờ thì nó mở ra thật. Người chơi ly hoa run level 1. Bây giờ thì anh men không tin không được quả nhiên hệ thống thật sự tồn tại. Hệ thống nói rằng kết giới đã mở ra trên toàn cầu, các kết giới này liên kết với hầm ngục quái vật. Nhiệm vụ của người chơi đơn giản là rèn luyện đánh quái trở nên mạnh mẽ để cho loài người không bị diệt vong. Hoa Jun hỏi hệ thống vì sao một vài người trong siêu thị lại đột nhiên thay đổi tính cách như biến thành một người khác. Cơ mà hệ thống cũng méo biết đây là chuyện gì luôn làm thanh niên cạn lời. Lúc này hệ thống đột nhiên báo lỗi, bảng hiển thị cũng chuyển sang màu đỏ rồi hiện lên thông báo hoa Jun là người chơi duy nhất chưa hồi quy để giữ cân bằng trò chơi cậu sẽ nhận được một kỹ năng đặc biệt đọc xong thanh niên ngớ người vậy là tất cả đều hồi quy ngoại trừ cậu hồi quy nghĩa là đi từ tương lai về quá khứ đó là một từ rất quen thuộc đối với hoa Jun. không biết bao lần cậu đã hét lên ở chiến trường ác liệt rằng cậu muốn quay trở về cậu bắt đầu sâu chuỗi các sự kiện lại với nhau và cảm thấy chuyện này nó lại hợp lý hồi quy chính là lý do vì sao những người trong siêu thị đột nhiên thay đổi tính cách trong thời gian ngắn Ba người kia cứ như biến thành siêu nhân săn quái trong một nốt nhạc. Tuy nhiên vì sao mọi người đã hồi quy nhưng chỉ một mình cậu là không được khó hiểu thật sự. Đang loay hoay với cái hệ thống thì một bà thím đột nhiên đi tới vỗ vai Hoa Jun bảo cậu hãy đi ra kia chiến đấu hỗ trợ mọi người. Đang bực mình thì chớ còn bị làm phiền, cậu quay lại nạt luôn bà thím còn chẳng làm gì khi lũ quái vật đó đến trước mặt thì nín hộ. Hoa Jun còn hỏi bà thím có phải là người chơi hồi quy không làm bà ta chẳng hiểu gì cả. Có lẽ là ngoài lũ quái vật kỳ dị tự nhiên đẻ ở đâu ra và mấy cái thông báo từ hệ thống mà cậu nhìn thấy. Chỉ có ai đã trở thành người chơi mới có thể hồi quy, từ đó hạ gục quái vật bằng cách tập trung vào điểm yếu của chúng. Thanh niên Bo An đột nhiên đi tới trước mặt anh Mên Lân La làm quen, còn nói mình đã tìm Hoa Jun cả cuộc đời. Nếu như không phải lúc đó Hoa Jun đưa cái cưa máy cho Bo An thì cậu ta sẽ chỉ mãi là một tên thất bại suốt quãng đời còn lại. Lý do tôi có thể thành công trong trò chơi này là anh, anh Ly Hoa Jun chính là hình mẫu lý tưởng của tôi. Hoa Jun không ngờ khứa này lại biết tên mình thì anh ta còn nói tiếp ở Hàn Quốc không người chơi nào là không biết đến cái tên Ly Hoa Jun. Người chơi huyền thoại đã đến được ngục tối cuối cùng, ngay cả cậu cũng không ngờ trong tương lai mình lại bá như vậy. Nguyên một đám người chơi hồi quy ánh mắt long lanh sùng bái nhìn cậu như idol giới trẻ. Mấy người này đang nói về một nơi gọi là ngục tối cuối cùng. Lúc này bảng tin lại hiển thị trước mặt của Hoa Jun. Đã tìm thấy kỹ năng đặc biệt, vui lòng kiểm tra cửa sổ trạng thái. Hiệu ứng cánh bướm level 1 dành cho người duy nhất không hồi quy, điểm thưởng sẽ dành cho những hành động thay đổi tương lai của bạn cậu biết chính xác hiệu ứng cánh bướm có nghĩa là gì? Đó là một cái đập cánh của một con bướm cũng có thể tạo ra một cơn bão ở bên kia bán cầu. Nhóm người đang tụ tập với nhau thì đột nhiên nghe thấy tiếng động gì đó, thì ra là lại có mấy con ốc lú cái đầu ra từ vết nứt không gian. Thấy vậy mọi người lập tức cầm vũ khí xông lên múc nhau với bọn chúng, hoa run thì ở phía sau xây AK yểm hộ. Lần này cậu đã nhìn thấy cấp độ của con ốc là level 2, dù bị hai viên đạn ghim vào chán nhưng nó vẫn sống nhăn đúng là châu bò mà. Viên đạn chỉ để lại những vết cháy nhẹ, ngay cả súng đạn cũng không thể xuyên qua làn da cứng cáp của một con óc. Những người chơi hồi quy không cần súng vẫn ao trình đám quái, bởi vì bọn họ đã nắm rõ điểm yếu của chúng là vị trí khớp. Hoa Jun không nhắm vào khớp bởi vì kích cỡ viên đạn quá nhỏ so với cơ thể của lũ óc. Kể cả viên đạn có thể xuyên qua các khớp thì sát thương cũng không đủ để quật ngã bọn óc. Sức mạnh của việc hồi quy đỉnh thật sự, nhận ra điều này Hoa Jun đã trả súng lại cho đội chống khủng bố. Sau đó cậu nhặt một cây rìu dưới đất quyết định chơi khô máu với lũ óc kỹ năng đặc biệt hiệu ứng cánh bướm đã được kích hoạt, bạn đã thay đổi tương lai điểm thưởng cộng 1. Nhìn bảng tin hoa Jun chẳng hiểu gì cả, như vậy là cậu đã thay đổi tương lai sao? Ngay khi cậu đang xem bảng tin thì đột nhiên một con ốc từ phía sau lao tới, cậu lập tức quay người đáp cây dìu vào đầu gối của nó không một động tác thừa. Bị thương ở chân con ốc mất đà ngã cắm mặt xuống đất, nhân cơ hội đó cậu dùng chân gỉ chặt nó xuống đất rồi giơ cao cây dìu trong tay. Sau một cú chặt chí mạng thì cái đầu của con óc đã bị tách rời khỏi cổ. Bảng tin hệ thống lại hiện lên thông báo bạn đã thay đổi tương lai, điểm thưởng cộng 1. Nếu mình làm gì đó khác với những gì xảy ra trong quá khứ, điều đó sẽ tương tự như việc thay đổi tương lai. Mình vẫn không chắc lắm nhưng có vẻ hợp lý đấy. Giờ thì mình nên làm ngược lại những gì mình đã làm ở kiếp trước. Bo An tiết lộ trong quá khứ một mình Hoa Jun đã tiêu diệt ba con óc. Cậu hỏi Bo An mình làm chuyện đó bằng cách nào thì anh ta chỉ tay về một hướng. Dung môi pha sơn, hóa chất dùng để pha loãng màu sơn bị đông cứng, thứ này rất dễ bắt lửa. Thì ra là cậu đã dùng dung môi pha sơn để thiêu cháy lũ óc. Nếu như cậu tiêu diệt bọn chúng bằng thứ khác hoặc là bằng cách khác thì tương lai sẽ thay đổi. Vì đã dùng hết năng lượng, người chơi đã đồng ý với kế hoạch của Hoa Jun. Sau khi làm lũ óc mất khả năng chiến đấu bằng cách tấn công vào gân chân hoặc khớp gối của chúng, cậu đã đi xung quanh và đổ dung môi pha sơn lên lũ óc đã ngã xuống. Rồi chỉ với một mùi lửa cậu đã cho bọn chúng tắm nóng lạnh sưởi ấm mùa đông. Bạn đã thay đổi tương lai điểm thưởng cộng 1, thăng cấp điểm thưởng cộng 3. Mặc dù hiện tại Hoa Jun vẫn chưa biết số điểm thưởng đó được dùng để làm gì, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy. Thành tựu tân binh quả cảm hoàn thành, Hoa Jun đã nhận được kỹ năng mới. Áo giáp level 1, tăng sức mạnh và bảo vệ cơ thể của người chơi, độ cứng cáp của áo giáp tỷ lệ với sức mạnh của người chơi. Một luồng khói đen lập tức xuất hiện xung quanh thân thể của Hoa Jun, sau đó hai bàn tay của cậu cũng biến thành màu đen. Cậu vẫn ngơ ngác không hiểu đây là chuyện gì còn hai người chơi hồi quy ở phía sau lại tỏ ra khiếp sợ. Chít tịt, tôi nghĩ lần này tôi có được nó rồi chứ, anh ta có được kỹ năng đó khi nào thế biểu cảm của mấy người là gì vậy việc tôi nhận được kỹ năng có vấn đề sao cô gái tức giận nói dĩ nhiên rồi anh đã ăn tới nuốt sống cả cái hàn quốc này với kỹ năng vượt trội đó thanh niên cũng a à cay không kém không thể tin được mình lại bỏ lỡ cơ hội để nhận được kỹ năng đỉnh cao đấy hoa jun thầm nghĩ chắc là kiếp trước mình cũng đã nhận được kỹ năng này trong trường hợp này hiệu ứng cánh bướm không phát huy tác dụng tương lai chỉ thay đổi nếu mình làm gì đó khác nhưng kỹ năng đó không được kích hoạt khi mình nhận được tân binh quả cảm và áo giáp lúc này hoa jun đang chậm rãi bước tới gần vết nứt không gian ở phía sau ánh mắt của bo an nhìn cậu đột nhiên trở nên khác lạ hệ thống lại hiện lên thông báo ngục tối yêu tinh và óc yêu tinh số lượng 11, một óc số lượng 8, số người chơi tối đa 4, độ khó cấp đề trừ trò chơi lúc đầu được thiết kế ra khi loài người chuẩn bị diệt vong có số lượng quái vật cố định ở mỗi ngục tối sau một khoảng thời gian nhất định lũ quái vật ở ngục tối sẽ ra khỏi kết giới và hủy diệt mọi thứ chỉ có một cách duy nhất để phá hủy kết giới đó chúng ta phải giết bọn quái vật càng nhanh càng tốt Độ khó cấp D trừ tức là không có trang bị nào cao cấp hơn loại hiếm. Hoa Jun muốn làm một thí nghiệm, cậu muốn thử nghiệm chỉ số của mình và cả skill áo giáp mới lấy được. Vì đang không có đủ thông tin về thế giới này nên cậu cần thứ năng lực mà mình thấy ngay bây giờ, sau tất cả năng lực là sức mạnh. Hiện tại cậu đã có được tổng cộng 15 điểm thưởng nhờ hiệu ứng cánh bướm. Có vẻ tác dụng của nó là để cộng chỉ số nên cậu đã quyết định dùng tất cả để tăng sức mạnh. Ở phía sau bo an vẫn đang nhìn chằm chằm vào Hoa Jun, anh ta cho rằng cậu đã lấy được gì đó ở đây vào kiếp trước sau đó bốn người đã thông qua vết nứt không gian tiến vào hầm ngục quái vật một thứ gì đó đang núp sau cây cột cười âm hiểm nhìn mọi người đó là lũ yêu tinh bọn chúng bất ngờ lao ra tập kích mọi người trong lúc không chú ý hoa jun đã bị một con yêu tinh cắn vào tay trái cơ mà rất nhanh nó đã cảm thấy có gì không đúng sao tay của thằng khứa này cứng thế nhỉ cắn mãi không được thì ra là anh men đã kích hoạt kỹ năng áo giáp mới nhận được anh lại cho chú cắn cả ngày luôn cuối cùng con yêu tinh đã bị hoa jun xin nhẹ cái đầu Hiện tại trò chơi đã bắt đầu được 5 tiếng đồng hồ, chỉ số sức mạnh của cậu là 16. Những người chơi khác nhìn thấy cậu chỉ dùng tay không đã bóp nát hộp sọ con yêu tinh thì vô cùng khiếp sợ. Hứa này là quái vật sao mạnh dữ vậy bà. Bo An cũng đi đến hỏi Hoa Jun đã làm được chuyện đó bằng cách nào. Kỹ năng áo giáp có 1 2 trên thế giới, chắc vì có nó mà kiếp trước cậu được coi là người chơi mạnh nhất Hàn Quốc. Hoa Jun không quan tâm tới anh ta mà tiếp tục xem bảng hệ thống. Lúc này Bo An đột nhiên nói lẩm bẩm trong miệng câu nói tôi sẽ lấy nó nói xong hắn đã giật lấy cưa máy trong tay của một người chơi khác thì ra mục đích của hắn chính là muốn cướp áo giáp của hoa run chuyện xảy ra quá bất ngờ cậu không kịp đề phòng cũng may là cưa máy vẫn không thể xuyên qua áo giáp của cậu thấy vậy hoa run nở nụ cười nếu như hắn đã đâm sau lưng thì bây giờ sẽ đến lượt cậu phản kích cậu trực tiếp dùng tay không bẻ cong lưỡi cưa đang hoạt động trong sự khiếp sợ của những người xung quanh sau đó ném nó sang một bên như rác rưởi cậu nắm chặt cổ bo an rồi nhấc hắn ta lên cao muốn thịt anh mên để lút đầu có dễ tham lam thì còn cái nịt hoa jun đã học được điều đó trên chiến trường và luôn có một vết thương nhắc nhở cậu những kẻ dám đâm sau lưng đồng đội cậu sẽ không bao giờ nương tay hoa jun quay sang hỏi hai người kia có muốn thử cướp đồ của cậu như thằng ôn này không bọn họ sợ hãi nhìn cậu không dám nói gì cả bo an bị bóp chặt cổ liên tục vùng vẫy vì khó thở chỉ nghe thấy âm thanh xương cổ vỡ vụn vang lên hoa jun đã giúp nó khỏi phải thở làm chi nữa cho mệt trên chiến trường thứ mình nhận lại khi khoan hồng với kẻ thù đôi khi không phải là sự biết ơn mà chính là những viên đạn. Vì thế nương tay với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình. Hoa Jun không bao giờ để cảm xúc chi phối, cậu sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào đã từng đe dọa tính mạng của mình dù chỉ một lần. Cuối cùng cậu nói với hai người chơi còn lại hãy cút đi nếu các người không muốn chết. Sau khi Bo An đi bán muối cậu cũng tranh thủ lút đồ của hắn. Đây là một trò chơi tàn độc, cửa sổ kho đồ sẽ hiện lên cảnh sát của những người chơi đã chết để các người chơi khác lấy đi vật phẩm của họ. Vòng cổ của nhà vô địch yêu tinh sức mạnh cộng 3 nhanh nhẹn cộng 3. Cái vòng cổ này hay đấy và bây giờ nó là của ta. Bạn đã thay đổi tương lai điểm thưởng cộng 1. Lúc này một con óc lại xuất hiện hoa run vẫn bình tĩnh cầm cưa máy lên. Cậu không chút do dự mà giọng thẳng lưỡi cưa vào họng của nó, sau đó đi một đường cơ bản cắt đôi cái đầu nó ra. Tất cả quái vật ở ngục tối đã bị giết, ngục tối chuẩn bị hủy diệt, thời gian trốn thoát cộng 3 phút. Khi tất cả quái vật bị tiêu diệt, kết giới sẽ tạo ra một khe nứt và không gian sẽ biến mất không để lại một dấu vết nào ngay cả những người chơi hồi quy cũng không biết thứ sẽ xảy ra với những người bị mắc kẹt trong kết giới sau tất cả thì chẳng ai bị kẹt lại từng trở về sau khi kết giới đóng lại có vẻ như việc ngục tối biến mất sẽ thôi thúc người chơi tàn sát lẫn nhau không thể biết được ai đã sát hại ai và ai bị bỏ mạng ở ngục tối hoa jun gặp lại thằng nhóc từng cầm cờ lê solo với óc trong siêu thị cậu hỏi nó vào đây làm gì thì nó bảo mình muốn đi cùng với cậu tên nhóc rơm rớm nước mắt xin sỏ các thứ cơ mà hoa jun rất cứng bảo không là không cửa sổ trạng thái của hệ thống lại hiện lên có hiệu ứng của vòng cổ yêu tinh chỉ số sức mạnh của cậu đã tăng lên 28. Con số này còn cao hơn cả người chơi level 9 cộng tất cả chỉ số vào sức mạnh. Tên nhóc lúc này đang kể lại chuyện nó đã hồi quy về 10 năm trước, ngay cả 10 năm sau thì cuộc sống của nó vẫn y như vậy. Nó muốn trở thành anh hùng một lần trong cuộc đời đó là lý do nó đòi đi theo Hoa Jun. Cậu đột nhiên cảm thấy tên nhóc này rất thú vị. Đứa trẻ tên là Kim Min Su, điều duy nhất khiến Hoa Jun hứng thú là việc Min Su hồi quy từ tương lai 10 năm sau. Nói cách khác cậu nhóc sẽ biết tương lai 10 năm sau như thế nào. Cuối cùng Hoa Jun đã quyết định cho Minsu đi theo nhưng phải xem cậu nhóc có tác dụng gì không đã. Hãy cho tôi biết về thông tin của 10 người sẽ tham gia với tôi trong tương lai, bạn bè hay kẻ thù không quan trọng. Tên họ, gương mặt và level của họ như thế nào. Sau đó anh mên làm mặt căng Minsu mà dám rửa trò thì đừng trách cậu ác. Hai người trao đổi số điện thoại cho nhau, Hoa Jun bảo Minsu khi nào xong việc hãy gọi cho mình. Cậu nhóc rất là vui vẻ khi đã đua idol thành công người chơi tốt một Hàn Quốc trong tương lai. Đã ba ngày kể từ khi người chơi trên khắp thế giới hồi quy, ban đầu họ cố che đi sự thật mình đã hồi quy từ tương lai. Rất nhiều lý do cho việc đó, thứ nhất họ không muốn bị coi là kẻ điên. Mặc dù lũ quái vật đang cố hủy diệt thế giới đã xuất hiện trên trái đất, việc du hành thời gian vẫn là hơi khó chấp nhận đối với người bình thường. Hơn nữa người hồi quy muốn sống một cuộc đời khác với kiếp trước của họ. Thế nên họ cũng không tình nguyện chia sẻ thông tin về tương lai cho người khác biết. Họ đều nghĩ rằng hồi quy là cơ hội vàng để đổi đời, như cách mà nhân vật chính trong tiểu thuyết hay làm. Cơ mà vì tất cả người chơi đều hồi quy nên ai cũng nghĩ mình là nhân vật chính. Tóm lại đọc ít tiểu thuyết tàu khựa thôi đọc nhiều quá rồi ngáo chuyện luôn. Rất nhanh tin tức về những người hồi quy đã nhanh chóng lan rộng trên khắp Hàn Quốc. Hậu quả là rất nhiều công ty sổ số đã phải đóng cửa vì rất nhiều người biết trước kết quả, gấu mà hồi quy thì sau 6 giờ 30 chưa biết ai giàu hơn ai. Trên TV lúc này MC đang phỏng vấn một khách mời rất quan trọng, đó là Lee Dong Guk người đứng đầu Hiệp hội Người chơi chi nhánh châu Á. Lee Dong Guk giải thích cho mọi người hiểu nguồn gốc của trò chơi và những người hồi quy có được sự bảo hộ của những người chơi mạnh hơn, mọi người có thể sống một cuộc sống như người bình thường. Theo quan điểm của anh ta không có gì đáng lo ngại cả. Mọi người chỉ phải cảnh giác với những người chơi muốn được trả tiền để tiết lộ thông tin về tương lai, ngoài ra không có vấn đề lớn nào cả. Sau đó MC lại hỏi Lee Dong Gook về ngục tối cuối cùng khiến Hoa Jun chú ý. Thời gian hồi quy của người chơi là 3 tiếng sau khi 21 người chơi được chọn trên khắp thế giới tiến vào ngục tối cuối cùng. Có thể ngục tối cuối cùng chính là sự kết thúc của trò chơi này chương trình bị ngắt quãng sẽ trở lại sau ít phút giải lao hoa run lầm bầm trong miệng bọn khốn dơ giấy nghe họ nói chuyện thì cậu cũng hiểu tại sao mấy người chơi ở tiệm đồ điện tử lại gọi mình bằng cái danh hiệu anh hùng trẻ con hệ thống bất ngờ thông báo bạn đã thay đổi tương lai và nhận được một điểm thưởng chắc là do chỗ xốp hơi cậu dán lên cửa sổ có lẽ kiếp trước cậu đã không làm thế cậu làm gì cũng được thêm điểm hết chắc là kiếp trước giờ này cậu còn chẳng ở nhà nữa chỉ ngồi ghế uống nước thôi mà điểm thưởng vẫn tới liên tục chưa gì hoa jun đã tích được 37 điểm không biết kiếp trước bản thân trở thành tốt một như thế nào, cậu muốn biết không phải vì tò mò mà là tham vọng. Từ nhỏ cậu đã học được rằng kẻ yếu phải đầu hàng kẻ mạnh, vì thế cậu luôn muốn trở nên mạnh hơn. Trên thế giới không ai biết được thế nào là một người toàn diện, nhưng bây giờ khái niệm mơ hồ về người toàn diện đã được hiện thực hóa. Lúc này trên TV người dẫn chương trình đang đếm ngược. Hãy chiêm ngưỡng tượng của các người chơi ly Hoa Jun, Park Mu Sung và Choi Chu Sung. Họ là những người đã tiến vào hầm ngục cuối cùng với tư cách đại diện của Hàn Quốc. Hoa Jun đang xem TV ở nhà thì giật mình cực mạnh khi thấy trong ba bức tượng đó lại có mình. Chỗ tượng này được dựng lên chỉ ba ngày sau khi các người chơi hồi quy, khiến cậu nhận ra bản thân kiếp trước bá như nào. Hoa Jun là người có phí thuê đắt nhất trong số các lính đánh thuê, nhưng cậu cũng chỉ là một công cụ trên chiến trường mà thôi. Nào ngờ hiện tại cậu lại thấy bản thân được tạc tượng và hâm mộ như idol của giới trẻ. Trên TV người dẫn chương trình đang ba hoa bốc phét về ba người chơi mạnh nhất Hàn Quốc sở hữu những skill đỉnh của chóp. Hoa Jun không biết hứa MC đang nói thật hay xạo lờ vì cậu không phải người hồi quy. Truyền thông Hàn Quốc đặt ra nghi vấn tại sao ba người chơi mạnh nhất lại lánh mặt, nhiều người suy đoán rất có thể khi tiến vào hầm ngục bọn họ đã lút được nhiều đồ ngon. Khi quay về quá khứ họ là những người duy nhất biết được vị trí của những món đồ đó. Vì vậy họ quyết định ẩn núp là để bảo vệ bản thân, bởi những người chơi khác sẽ muốn giành lấy những trang bị đó cho riêng mình. MC nghe nói hiệp hội người chơi thế giới có quy định mới ly đông gúc nói rằng những người chơi đã tiến vào hầm ngục cuối cùng ở kiếp trước sẽ được tha bổng mọi hành vi phạm tội người chơi phải tuân theo luật pháp cấp cao ban hành bởi chính phủ đất nước họ điều này cũng được hiệp hội quy định một điều khoản mới đã được thêm vào bộ luật ly đông gúc còn chưa kịp nói lý do thì hoa jun đã tắt tv cậu thay quần áo để chuẩn bị đi ra ngoài còn đeo thêm cái dọ mõm để tránh lộ mặt chắc chắn kiếp trước hoa jun đã không đến quảng trường nên chỉ cần đi đến đó là cậu đã thay đổi tương lai rồi quả nhiên suy đoán của cậu là đúng hệ thống liên tục cộng điểm thưởng cậu quyết định dùng tất cả điểm thưởng vào nhanh nhẹn, chỉ số nhanh nhẹn 52 cộng 3. Người chơi bình thường sẽ tăng điểm vào thể lực hoặc những kỹ năng tốn mana. Nhưng Hoa Jun không cần làm như vậy vì tốc độ kiếm điểm thưởng của cậu nhanh hơn bọn họ rất nhiều. Hiện tại cơ thể của Hoa Jun đã trở nên mạnh mẽ vượt xa người thường, cậu thoải mái qua lại giữa những tòa nhà cao tầng. Cho dù tiếp đất ở khoảng cách hàng chục mét đối với cậu nó cũng vô cùng đơn giản. Rất nhanh Hoa Jun đã có mặt tại quảng trường trung tâm nơi cậu được tạc tượng. Ở kiếp trước mọi người đặt cho cậu biệt danh là cái bóng của tử thần. Cậu không muốn thu hút sự chú ý mà chỉ muốn thu thập thông tin về tương lai. Người chơi đã hồi quy không thể giấu nổi tham vọng, họ đều nhắm vào cậu vì nghĩ rằng trong tay cậu nắm giữ rất nhiều thông tin. Hiện giờ Hoa Jun chính là mục tiêu của những người chơi tham lam nên cậu phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống phát sinh. Xung quanh quảng trường tụ tập rất nhiều người chơi, nếu cậu bị lộ mặt ở đây thì nơi này sẽ trở nên hỗn loạn. Cậu cảm thấy khá là thất vọng khi không thấy mình được đám fan cuồng sùng bái như TV đã nói. Trong số 3 người chơi được tạc tượng ngoài Hoa Jun còn có hai người khác là độc vương Choi Chu Sung và kiếm vương Park Mu Sung. Hoa Jun nhìn thấy mặt của hai khứa kia thì lắc đầu cho rằng bọn họ không đẹp trai bằng mình. Đang thắc mắc ông nào tạc tượng của mình mà nét thế thì đầu tượng đột nhiên bị một thanh niên nào đó phá hủy, kẻ vừa mới ra tay là một thanh niên cầm chùy đang cười ngạo nghễ. Rất nhanh hắn đã đáp xuống trước mặt của Hoa Jun, bên cạnh hai người là cái đầu tượng vừa mới rơi xuống mặt đất. Sau khi phá hủy bức tượng của Hoa Jun đối phương lập tức quay người bỏ chạy nhưng cậu đâu dễ dàng bỏ qua cho kẻ dám đánh dụng cả đầu tượng của mình với chỉ số nhanh nhẹn vượt qua 50 rất nhanh thanh niên kia đã bị cậu tóm cổ điểm yếu đã bị cậu khống chế tên này không dám cử động cậu hỏi hắn mày biết tao là ai có phải không tại sao mày lại chạy trốn đối phương muốn lấy vũ khí trong kho đồ ra để phản kháng nhưng hoa run vẫn là nhanh hơn một bước cái chùy này hay đấy và bây giờ nó là của tao chùy của thủ lĩnh tộc óc tăng 25% tỷ lệ khiến đối thủ ngỡ ngàng tấn công cộng 10 sức mạnh cộng 10. Cậu suy luận kẻ phá tượng chắc chắn phải thuộc hội nào đó, bởi vì một người không thể nào có được vũ khí hiếm chỉ trong năm ngày ngắn ngủi. Thấy đối phương vẫn cứ chảy cối không khai, Hoa Jun bắt đầu mạnh tay bó cổ nhấc hắn lên khỏi mặt đất. "Mày không nghe hiệp hội người chơi quốc tế nói gì sao, tao có thể xử mày mà không bị pháp luật phán tội." Cậu lạnh lùng bảo hắn hãy mau khai ra tên và tổ chức nếu không thì 10 giây sau hắn sẽ được một vé về với các cụ. Sợ hãi trước sự tàn nhẫn của Hoa Jun, tên này đành phải khai ra tất cả những gì hắn biết. Theo lời ông cháu này thì có một tổ chức đã được lập ra với âm mưu thu thập hết kỹ năng và trang bị của Hoa Jun. Từ miệng của nó Hoa Jun đã biết được một sự kiện quan trọng, ba ngày sau cậu sẽ nhận được kỹ năng hiếm đầu tiên là skill tàng hình ở hầm ngục ma sói. Đối phương cảm thấy khó hiểu chẳng phải Hoa Jun đã biết rồi sao còn hỏi chi nữa ba rảnh quá hay gì. Tụi mày tính ăn cắp kỹ năng của tao thế nào, ba ngày trước khi hầm ngục mở ra, 100 người chơi sẽ đứng đợi sẵn. Tụi nó chắc chắn rằng anh sẽ lại đến tìm kỹ năng kiếp trước. Một trăm người chơi đối với Hoa Jun vẫn có vẻ khó nhằn. Thế là cậu quyết định gọi Su đến rồi tính sau. Vừa tới nơi thì tên nhóc đã rất hổ báo hỏi đại ca em thịt thằng cờ hó này được không. Thấy thằng đệ máu quá Hoa Jun phải cản nó lại để tra khảo thêm. Khứa này và Su đều có thông tin về tương lai nhưng cậu không biết phải tin ai cả. Đứa này bảo đứa kia nói dối còn đứa kia lại bảo đứa này nói điều tóm lại không biết đứa nào nói thật. Thế là Hoa Jun xách cổ cả hai thằng lên bảo bọn nó hãy chứng minh bản thân không nói dối. Min su liền lấy con iphone ra cho cậu xem thông tin về hầm ngục ma sói hầm ngục ma sói là hầm ngục xuất hiện từ sớm trong game vì đặc tính ma sói nên người chơi mới rất khó đánh bại chúng tốc độ tấn công của chúng nhanh hơn goblin và óc chúng còn di chuyển theo đàn nữa vì thế nên lúc đầu không ai có thể đánh bại chúng và hầm ngục ma sói bị bỏ hoang hầm ngục ma sói nổi tiếng như thế là vì bọn ma sói đã phá hủy hết những thành phố xung quanh những người không trở thành người chơi chẳng cần quan tâm vị trí của cổng và hầm ngục làm gì lúc mới bắt đầu thì chúng cũng khá nổi tiếng vì hoàn toàn phi thực tế nhưng hứng thú mọi người rồi cũng nhạt dần là vì mỗi lần hầm ngục mở ra thì họ đều sẽ nhận được tin nhắn sơ tán hoặc quân đội sẽ phong tỏa cả khu vực người bình thường chỉ có thể tránh xa khu vực đó ra thôi khi người chơi thức tỉnh và bắt đầu thích ứng với trò chơi thì người bình thường chỉ sống cuộc sống bình thường của họ thôi nhưng hầm ngục ma sói thì khác quái trong hầm ngục này đã đổ ra và phá hủy hết các thành phố xung quanh khi trò chơi mới bắt đầu Mọi người đều hy vọng sẽ có người chơi xuất hiện để giải quyết hầm ngục ma sói nhanh nhất có thể. Đó là lý do công chúng biết vị trí của hầm ngục và quái vật trong đó là ma sói. Minsu nói với Hoa Jun người phá hủy hầm ngục ma sói lúc trước chính là anh. Tao sẽ hỏi mày một câu cuối cùng, tên nhóc đó nói có đúng không? Ai ra lệnh cho mày đập tượng tao bằng cái chùy đó hả? Thanh niên sợ hãi muốn rút vũ khí làm liều, nhưng Hoa Jun đã nhanh hơn vặn gãy cổ nó tiễn nó về với ông bà. Hầm ngục ma sói mở ra vào ngày 7 tháng 1. Kiếp trước không ai có thể phá hủy cánh cổng đó khi nó mở ra, nói cách khác là không có người chơi nào đủ mạnh. Nhưng bây giờ khi tất cả người chơi đều hồi quy thì mọi chuyện khác rồi. Minsu tiết lộ ma sói là quái cấp 5, người chơi dưới cấp 5 thì sẽ không vào được hầm ngục. Cấp độ chẳng có ý nghĩa gì với Hoa Jun. Cậu hiện tại có 80 điểm thuộc tính, thêm 162 điểm thưởng nữa thì là 242. Mỗi lần lên cấp cậu sẽ được 3 điểm thưởng. Vậy có nghĩa là thuộc tính của cậu tương đương với một người chơi level 80. Hoa Jun bảo Min hãy dẫn mình tới chỗ có thể nhanh chóng thăng cấp. Cậu nói bây giờ chỉ có mỗi cổng yêu tinh và óc hoạt động thôi, những cổng có quái mới sẽ từ từ mở ra sau vì trò chơi mới bắt đầu 4 ngày. Thế là Hoa Jun quyết định quay lại hầm ngục thăm lũ ốc và yêu tinh. Áo giáp level 1, cường hóa và bảo vệ cơ thể người chơi, độ cứng của áo giáp tỷ lệ với sức mạnh của người chơi. Kiếp trước có gì xuyên qua được áo giáp của anh không? Em cũng không biết nhưng cái biệt danh tử hắc ám trên bức tượng của anh là do kỹ năng áo giáp đấy tiến vào hầm ngục hai người đã phát hiện vài con yêu tinh đi lẻ hoa Jun lập tức xông tới bọn chúng với cái trình của cậu hiện tại thì bọn này lại sinh cái tuổi gì luôn ngay cả óc khổng lồ thì cũng chỉ cần một đường cơ bản là vỡ mõm hoa Jun từng thấy trên mạng nhắc tới đá kỹ năng cậu hỏi min su đó là gì làm thằng nhỏ giật mình sợ hãi đá kỹ năng thì là một viên đá có kỹ năng thôi nó nằm gần tim quái đá kỹ năng to cỡ nửa nắm tay con người màu của nó thể hiện hạng của kỹ năng trắng là thường tím là hiếm vàng là đặc biệt và đỏ là huyền thoại Kỹ năng tàng hình trong hầm ngục ma sói là kỹ năng hiếm. Đá kỹ năng của nó sẽ tỏa ra màu tím. Hạng kỹ năng thì phức tạp hơn, nhưng cơ bản biểu thị cho số lượng của chúng trên trái đất, từ hiếm trở xuống thì sẽ có hơn một. Ví dụ như trên trái đất có đến vài viên đá kỹ năng tàng hình, dù Hoa Jun có lấy được cái trong hầm ngục ma sói thì người khác vẫn sẽ có cơ hội lấy được nó. Còn đá hạng đặc biệt và đá huyền thoại thì chỉ có một viên duy nhất. Tuy nhiên khi Hoa Jun hỏi về kỹ năng đặc biệt thì Minsu lại không biết gì cả. Xem ra chỉ mình cậu mới là người duy nhất có kỹ năng đặc biệt hiệu ứng cánh bướm. Lúc này Hoa Jun đã lên cấp 5, hai người đang nấp sau bức tường định làm gì đó. Nhóc ra kia xem họ làm gì đi, có gì lạ thì bảo anh. Đại ca yên tâm cứ để em lo vụ này. Cậu chợt nhận ra mình có thằng đệ làm chân sai vặt cũng rất tiện lợi. Theo lời của thanh niên bị bẻ cổ thì nơi đây đang có 100 người chơi đang đợi Hoa Jun đến để thịt luộc. Bước đầu tiên là phải vào cổng ngay khi nó mở ra, chỉ một số người chơi nhất định được tiến vào hầm ngục và mỗi cổng sẽ hoàn toàn khác nhau. Theo Min thì chỉ tối đa 5 người chơi được tiến vào hầm ngục ma sói, Hoa Jun phải vào được trước khi nó đạt giới hạn. Người vào trước sẽ xử bọn ma sói để lấy đá kỹ năng những người vào sau chỉ còn cái nhịch. Lúc này có một thanh niên đang lớn tiếng nói với mọi người đây là nơi Ly Hoa Jun có được kỹ năng hiếm tàng hình vào kiếp trước. 5 phút nữa cánh cổng sẽ xuất hiện, đây là khoảnh khắc của hội chúng ta. Chúng ta sẽ tận dụng kỹ năng của Ly Hoa Jun để ghi lại một dấu ấn sâu sắc hơn cả hắn. Nghe vậy cậu chỉ cười nhếch mép ngon thì cứ bơi vào kiếm ăn, cánh cổng sẽ xuất hiện trong vòng 30 giây hệ thống bắt đầu đếm ngược 321. Cổng không gian lập tức xuất hiện trước mặt mọi người, cả đám còn chưa kịp chuẩn bị thì Hoa Jun đã xuất hiện. Với chỉ số nhanh nhẹn hơn 50 cậu dễ dàng luồn lách tổ lái qua đám người một cách đơn giản. Bọn họ còn chưa kịp nhìn thấy thân ảnh của Hoa Jun thì cậu đã tiến vào hầm ngục, sau đó bốn người tiếp theo cũng nhanh chóng đi theo cậu. Đến lượt khứa đầu vàng thì cánh cổng đóng lại vì đã đạt giới hạn người chơi. Nhìn thấy cảnh này Min không khỏi trầm trồ trước tốc độ khủng khiếp của Hoa Jun. Bên trong hầm ngục lúc này cậu đang một mình đối đầu với bốn người chơi cả bọn lấy ra vũ khí trong kho đồ rồi xông về phía cậu. Roi của trưởng tộc yêu tinh cho phép người dùng chỉ huy yêu tinh tấn công cộng một. Hai tay của Hoa Jun nhanh chóng bị khống chế cậu cũng bị chúng nó xích cổ. Cơ mà cậu lại không hề sợ hãi chỉ cười nhẹ anh sẽ cho các chú biết cái trình của anh như nào. Một lúc sau chỉ thấy bốn thanh niên đã bị trói như mấy thằng trộm chó. Tiếng động đã thu hút thú dữ trong hầm ngục, một đàn sói đói đã xuất hiện miệng chảy nước dãi ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào mọi người. Hoa Jun hỏi bọn họ có muốn làm mồi cho lũ chó sói không, nếu không muốn thì hãy mau khai ra kẻ chủ mưu đứng sau đang nhắm vào cậu. Bên này lũ sói không thể chờ được nữa đồng loạt xông tới Hoa Jun. Bốn thanh niên kia cứ nghĩ rằng cậu đã toang rồi, nào ngờ cậu lại hóa cho một mình cân cả đàn sói đấm cho bọn nó không trượt phát nào. Điểm thưởng thì cứ được cộng liên tội vì người chơi đã thay đổi tương lai. Bốn khứa kia không ngờ Hoa Jun lại ghê thế đúng là top một xe vừa được của nó đấy. Chó và sói cùng có mõm nhô ra bao gồm mũi và miệng, hình dáng của hai con này rất giống nhau khi nắm chặt lấy mõm của chó thì nó sẽ xem bạn là kẻ mạnh hơn còn khi bạn đối xử với một con chó như một con người thì nó sẽ đối xử với bạn như một con chó hoa jun biết được điều này vào vài năm trước khi đang theo dõi bọn tội phạm vận chuyển ma túy thì không may bị chó tợp vào tay cậu đã chụp lấy mõm nó bằng một tay và nhìn thẳng vào mắt nó khiến nó quy phục lúc đó hoa jun tha cho con chó nhưng thứ bây giờ cậu đang đối mặt là quái vật cậu đã dùng hết sức mạnh bóp nát mõm của nó khác với yêu tinh và óc xương ma sói rất cứng nhưng cũng không thể chịu được sức mạnh của hoa run đã bị cậu nghiền nát đầu vàng hỏi cậu sao không giết hết tụi nó thì cậu nói rằng mình không muốn làm cánh cổng biến mất khi quái chết hết hầm ngục sẽ sụp đổ và cánh cổng sẽ biến mất cậu muốn ra khỏi hầm ngục này sau khi tìm ra con ma sói có đá kỹ năng nếu cánh cổng biến mất lũ người bên ngoài sẽ biết cậu đã tiêu diệt hết bọn sói và có được đá kỹ năng cậu không muốn bị lùng sụp khắp nơi nên sẽ âm thầm rời khỏi hầm ngục chứ dăm ba con sói lom giom này cậu xử lúc nào cũng được chỉ vài đường cơ bản là xong sau khi trò chơi bắt đầu khe nứt không gian và thời gian xuất hiện hàng loạt trên trái đất quái vật đổ ra từ các khe đó và gây ra thiệt hại trầm trọng ai cũng nghĩ đây là tận thế để phản kháng lại một hệ thống trò chơi đã được thiết lập trên trái đất cách duy nhất để ngăn chặn tận thế là giết hết bọn quái trong hầm ngục chứ mấy kẻ cuồng tín thì chẳng ai tin vào tôn giáo nữa chúa hay phật không thể nào gửi bọn quái chỉ xuất hiện trong game đến trái đất được khi mọi người vẫn còn bối rối hội người chơi đã nhân cơ hội bắt lấy trái tim của họ những hội nhóm này nhanh chóng thu thập được nhiều tín đồ tiếp tục mở rộng quy mô họ bắt đầu đấu đá với nhau để chiếm các hầm ngục đồ của quái vật có thể trở thành vật liệu hoặc năng lượng tái tạo và còn có thể được chế thành vũ khí để chiến đấu trong hầm ngục đá kỹ năng có thể được đổi thành rất nhiều tiền giữa các người chơi nói cách khác thì chiếm được hầm ngục là việc có thể tạo ra lợi nhuận lớn không chỉ từ khía cạnh kinh doanh xóa bỏ các cánh cổng gây hại lớn cho trái đất còn khiến họ được xem như những người hùng tóm lại một bang hội vừa là một công ty mà cũng vừa là một tôn giáo sau khi đánh đuổi lũ sói Hoa Jun mới hỏi đám người ai là thủ lĩnh của bọn chúng. Một thanh niên vì sợ quá nên đã khai ra người đó tên là Choi Chu Sung. Nghe xong Hoa Jun chỉ cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, hình như cậu đã từng nghe ở đâu rồi. Rất nhanh cậu đã nhớ ra Choi Chu Sung chính là một trong ba người được tạc tượng ở quảng trường trung tâm. Tên đó bảo tụi mày tới lấy kỹ năng tàng hình sao, đúng thế bọn em chỉ làm theo lệnh mà thôi, cái thằng phản bội sao mày lại khai hết ra như thế hả? Thanh niên đầu vàng đã bị xích còn dám thái độ bố láo, anh mê liền đi tới nắn xương nó để dạy cho một bài học. Lần sau anh hỏi thì chú mới được phát biểu nghe chưa đừng để anh phải lóng. Choi Chu Sung, hội trưởng hội General, hắn là một đồng đội đánh hầm ngục với mình. Không, sao lại gọi là đồng đội được mình vẫn chưa từng gặp hắn mà. Một tên đã từng chiến đấu với mình thế mà lại muốn cướp kỹ năng của mình sau khi hồi quy sao. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi vì đó là bản chất con người, mình đã sớm biết lợi ích cá nhân là thứ kiểm soát thế giới này. Sau khi vài con ma sói chết, những con mới lại xuất hiện số quái trong một hầm ngục luôn luôn giữ nguyên. Vì hầm ngục này luôn có 25 ma sói nên con mới sẽ luôn xuất hiện để bù vào đủ số đó. Mong mày hiểu rằng tao không thể nương tay cho người của mày nhé choi chu sung, đừng mà, cầu xin anh. Kết cục của những kẻ dám nhắm vào hoa run chính là làm mồi cho lũ sói. Hầm ngục này có số lượng người chơi tối đa là 5. Khi bốn thằng kia đi bán muối thì bốn đứa khác ở bên ngoài sẽ được vào. Hoa Jun nhất thời quên mất chuyện đó cơ mà cậu cũng chẳng quan tâm, có bao nhiêu người cứ bơi vào đây cậu tiếp hết rất nhanh bốn khứa này cũng bị trói y như đám lúc trước cậu hỏi bọn chúng con sói nào có đá kỹ năng thì đầu vàng trả lời là con có lông mày màu trắng quả nhiên trong đám sói bị hoa run đánh bại có một con lông mày màu trắng khác với những con còn lại đá kỹ năng nằm ở gần tim của con sói nên cậu phải dùng tay để tìm cậu thầm nghĩ chắc mình phải huấn luyện thằng nhóc đó để làm mấy việc như này mò mẫm trong bụng sói một lúc thì cuối cùng cậu đã tìm được viên đá kỹ năng từ lúc trò chơi bắt đầu thứ quyền lực nhất thế giới không còn là tiền nữa mà là sức mạnh người nào nắm giữ sức mạnh người đó chính là chân lý hoa jun muốn trở thành người mạnh nhất cậu đã dành cả cuộc đời ở trại trẻ mồ côi và trên chiến trường những nơi khắc nghiệt nhất thế giới vì cậu muốn có được thứ quyền lực mạnh hơn tiền rất nhiều đây là thế giới cậu có thể đạt được điều đó một thế giới nơi mà sức mạnh vượt qua tất cả mọi thứ ngay khi hoa jun vừa nút viên đá kỹ năng thì hệ thống lại thông báo kỹ năng tàng hình đã bị khóa cậu chỉ có thể mở khóa kỹ năng khi đạt đến level 10. hiện tại cậu đang ở level 6 phải tăng thêm 4 level nữa mới dùng được tàng hình cái kỹ năng này đúng là phiền phức thiệt chứ. Dù mạnh nhưng cậu vẫn không thể tận hưởng điều đó do mấy con số vô nghĩa. Sau khi nhiều lần thay đổi tương lai Hoa Jun đã nhận được 102 điểm thưởng, cậu quyết định cộng hết vào chỉ số sức mạnh 289 cộng 3. Hoa Jun phải dùng tàng hình khi ra khỏi hầm ngục vì bên ngoài có tới hơn 100 người chơi đứng canh để cướp kỹ năng của cậu. Dù có mạnh đến đâu thì cậu cũng không thể cân cả 100 người chơi được. Thế là Hoa Jun tiếp tục ở lại hầm ngục để săn quái lên cấp, rút kinh nghiệm lần trước cậu không động đến bốn khứa đang bị trói dựa vào chỉ số nhanh nhẹn trên 50 của mình cậu đã ao trình cả đàn sói. Hoa Jun liên tục được cộng điểm chẳng bao lâu cậu đã thăng cấp lên level 10. Test thử kỹ năng tàng hình Hoa Jun phát hiện chỉ có cơ thể là biến mất còn quần áo vẫn y nguyên. Theo lời đầu vàng khi kỹ năng lên cấp thì quần áo cũng sẽ tàng hình theo. Level càng cao thì kỹ năng càng mạnh, tàng hình là một kỹ năng hiếm nên khi lên cấp nó sẽ rất bá. Vậy là kỹ năng lên level 2 thì quần áo mới biến mất hả? Đúng vậy, chuẩn luôn đại ca sau khi nhận được câu trả lời hoa jun đã cởi hết quần áo rồi chim én khỏi hầm ngục bọn này đến đây để cướp kỹ năng tàng hình kiếp trước của cậu nếu có thể thì bọn chúng đã lấy mạng cậu rồi vậy nên hoa jun chẳng có lý do gì để tha mạng cho bọn chúng cả cánh cổng mở ra rồi kìa có người hẹo nữa sao ai sẽ vào tiếp đây trong lúc đám người bàn tán sôi nổi thì hoa jun đã dùng kỹ năng tàng hình qua mặt bọn họ cậu đột nhiên vỗ vai minsu làm ông cháu sợ xanh mặt cứ tưởng có ma giữa ban ngày nhưng rất nhanh thì minsu cũng nhận ra đó là anh mên đã có được kỹ năng tàng hình sau đó hai người đã lên xe taxi rời khỏi quảng trường trung tâm. Lúc này Hoa Jun đang ở nhà đọc các tin tức hot nhất trên mạng về cậu. Ly Hoa Jun xuất hiện trở lại để lấy kỹ năng tàng hình kiếp trước, tám thành viên của hội General bị người sói sát hại. Năng lực gây sốc của Ly Hoa Jun, hộp sọ ma sói vỡ tan tành. Liệu anh ấy có tiếp tục bất bại ở kiếp này, hầm ngục ma sói đã bị phá hủy chỉ sau 5 ngày từ lúc trò chơi bắt đầu. Đại ca nhìn này, trên mạng người ta đang thảo luận về anh đấy. Rất nhiều người đều đang đổ dồn ánh mắt về sự xuất hiện của Ly Hoa Jun tại hầm ngục Ma Sói. Ông chú đầu hói cho rằng vì quần chúng yêu thích Ly Hoa Jun nên mới theo dõi mọi hành động của cậu. Hoa Jun thầm nghĩ cái lão này đúng là biết cách ăn nói mà. Khách mời trong chương trình còn có Park Jong Sik, chủ tịch hiệp hội công nghệ và kỹ năng người chơi. Anh ta tuyên bố vào khoảnh khắc Ly Hoa Jun xuất hiện ở hầm ngục Người Sói hôm nay thì game này đã chấm dứt rồi. Anh có thể giải thích thêm không? Xin anh hãy tránh nói ra những điều gây hoang mang dư luận như thế. Chúng tôi đã hợp tác với hội General để khám nghiệm xác của ma sói, tất cả bọn chúng đều có một vết thương giống hệt nhau trên hộp sọ bị lõm của mình. Xương ma sói cực kỳ cứng rắn, theo tính toán thì chỉ một người chơi cấp 40 đã thêm tất cả điểm thưởng vào sức mạnh mới có thể đập vỡ nó. Hiện tại nơi có quái vật mạnh nhất mới chỉ là hầm ngục khỉ xanh cấp 14 vậy thì Ly Hoa Jun làm được điều đó bằng cách nào? Để chứng minh cho lời nói của mình, Park Jong Sik đã lấy ra một cái đầu của ma sói trên truyền hình trực tiếp. Ly Hoa Jun đã mặt sát tất cả lũ sói đó chỉ bằng một cái búng tay tôi đã nghiên cứu các hầm ngục và quái vật hơn một thập kỷ nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một vết thương như thế này những kẻ đang phủ định park jong xích đều nắm tiền và quyền trong tay tất cả bọn họ đều có mục đích riêng họ đều là những người có chức vụ cao trong các hiệp hội và tổ chức người chơi liên quan tới game nếu việc hoa Jun giết lũ sói chỉ bằng một cú búng tay được chứng minh là đúng thì tất cả hy vọng và giấc mơ của những người chơi đã hồi quy đều sẽ sụp đổ tất nhiên lợi nhuận của những kẻ trong lĩnh vực liên quan đến người chơi và hầm ngục sẽ bị giảm đi trò chơi đã kết thúc rồi Kiếp này Ly Hoa Jun cũng sẽ là một trong những người tiến vào hầm ngục cuối cùng và end game. Những người chơi đang xem tin tức xin đừng dao động nhé, các bạn cũng có thể trở thành huyền thoại. Dù có làm gì thì hành động của Hoa Jun đều khác với kiếp trước, thế nên cậu liên tục nhận được điểm thưởng. Thứ quan trọng nhất với cậu bây giờ chính là cấp độ, dù chỉ số có cao tới đâu mà level vẫn thấp thì cũng vô dụng mà thôi. Hoa Jun suýt chút nữa là không thể tiến vào hầm ngục người sói vì không đủ level. Và cũng vì level thấp mà cậu đã không thể sử dụng kỹ năng tàng hình cậu phải nhanh chóng tăng lên level của mình. Nơi tốt nhất để đánh quái cày cấp chính là hầm ngục người sói. Cơ mà suốt ngày chỉ quanh quẩn giam ba con sói lom dom cậu đánh mãi cũng chán. Hầm ngục khỉ xanh level cấp 14 cũng vừa mới mở, nhưng cậu lại không vào được vì chưa đủ cấp chỉ có thể chờ bọn nó chủ động ra ngoài. Theo lời của nhóc Minsu thì khỉ xanh là một bọn phiền phức, chúng nó không chỉ nhanh mà còn rất khôn ngoan biết học cách chiến đấu của con người. Sau khi tàn sát vài cái hầm ngục ma sói thì Hoa Jun đã kiếm được 324 điểm thưởng, con số này đã ngang bằng với người chơi cấp 108. Cậu đã cộng hết tất cả vào chỉ số nhanh nhẹn 578 cộng 3. Tình cờ Hoa, Jun và Minsu đã phát hiện một vết nứt không gian xuất hiện trong bãi đỗ xe. Không ngờ đó lại là nơi kết nối với hầm ngục khỉ xanh. Cậu lập tức tốc biến như một cơn gió, để lại phía sau Minsu đang ngơ ngác đại ca bật hách sao mà nhanh thế. Ông cháu chỉ mới cấp 3 nên rất cảnh giác chậm rãi đến gần vết nứt. Bên kia Hoa, Jun đang vã lũ khỉ xanh như con. Bọn này là nỗi khiếp sợ với những người chơi khác cơ mà rơi vào tay cậu thì vẫn bị củ hành như thường. Quả nhiên khỉ xanh rất thông minh sau khi phát hiện Hoa Jun mạnh hơn bọn chúng liền rủ nhau trốn vào hầm ngục. Tuy nhiên lũ khỉ muốn chạy thoát khỏi tay cậu cũng đâu có dễ. Bọn nó bị cậu dí đến mức sang chấn tâm lý không biết thằng con người này có cắn mình không nữa. Hoa Jun đã lên cấp 17, điểm thưởng chưa dùng là 212. Thằng nhỏ thấy vậy thì sợ hết hồn đại ca đã lên cấp 17 rồi sao. Trò chơi cũng chỉ bắt đầu có 6 ngày thôi mà đại ca đúng là tốt một Hàn Quốc. Hoa Jun quyết định cộng hết điểm thưởng vào thể lực, chỉ số thể lực hiện tại của cậu là 213. Mọi người đã sốc khi anh giết đám sói chỉ bằng cái búng tay, em ước họ thấy cái cảnh anh dí mấy con lam hầu. Lúc này Min Su đột nhiên phát hiện họ đã quên mất một chuyện. Đó là camera ở hầm xe đã quay lại cảnh Hoa Jun tàn sát lũ khỉ. Min Su bảo cậu hãy phá hủy hầm ngục lam hầu, để xuất hiện hầm ngục cấp cao hơn thì cần phải phá hủy các hầm ngục cấp thấp. Lam hầu cấp 14 còn Hoa Jun đã cấp 18 nên nó đối với cậu đã không còn tác dụng. Min Su dự đoán hầm ngục có quái cấp 15 sẽ sớm xuất hiện trong vài tiếng, cậu nhóc còn giới thiệu cho Hoa Jun biết về cộng đồng của những người chơi hồi quy. Tất cả thông tin về quái vật và hầm ngục đều được đăng tải trên diễn đàn để mọi người thảo luận. Họ cũng chọn những người chơi đi vào hầm ngục cao cấp bằng cách sử dụng bảng xếp hạng từ trang web này. Hoa Jun đã nhờ Minsu Su đăng ký tài khoản cho mình với nickname là Philes. Sau khi game bắt đầu, khu vực trú ẩn được chính phủ xây lên để giảm thiểu thương vong vì quái vật bắt đầu phá hủy nhà ở tất cả các khu vực trú ẩn trên khắp đất nước đều được xây dựng với hình dạng mái vòm sân vận động những người bình thường không trở thành người chơi sẽ đến những nơi đây ngay khi một cổng hầm mục xuất hiện gần họ lúc này bên trong khu vực trú ẩn có người đột nhiên hét lớn hầm mục lam hầu đã biến mất mọi người có thể về nhà được rồi tên đó nói nhảm cái gì thế trò chơi mới bắt đầu gần một tuần sau hầm mục lam hầu có thể bị công phá được chứ mọi người đều cho rằng thanh niên kia đang nói dối nên đã ném đá anh ta nhưng rất nhanh thì tất cả mọi người đã bị thu hút bởi một thứ gì đó thì ra trên màn hình lớn đang phát lại cảnh tượng hoa run một mình tàn sát lam hầu. Hàn Quốc, hầm ngục lam hầu cấp 14 đã được dọn sạch thành công 11 giờ sáng ngày 4 tháng 9, ID Fearless. Fearless sao? Kiếp trước làm gì có ai có tên như vậy, đó là ai thế? Kiếp trước hầm ngục level 15 đã bị quét sạch chỉ sau 41 ngày trò chơi bắt đầu, vậy trong hầm ngục chúng ta đang tới có quái vật gì? Là cự hùng level 15, anh có thể dễ dàng xử lý đám quái vật dưới level 20 miễn là chúng không dùng tuyệt chiêu. Nhưng đi bộ 300 km không phải hơi xa sao đại ca, cứ đi đi. Này bọn danh con, đây là đường cho xe chạy đấy, chú đi trước đi ạ. À. Chú vừa nói gì vậy, mày bị điếc sao, đây là đường cao tốc đầu ngu. Nếu có tai nạn xe thì sao hả bọn láo sược. Cơ mà mới đây đại ca đã biến đi đâu mất tiêu rồi. Tôi có thể chạy nhanh hơn xe của chú đấy, có vấn đề gì không? Xem lại thái độ đi nếu chú không muốn chết, à vâng tôi xin lỗi. Bởi vì ảnh hưởng của hoa run, các hầm ngục đang mở với tốc độ khác với kiếp trước. Chỉ riêng việc này cho phép mình giãn khoảng cách với những người chơi khác. Những người chơi hồi quy mang theo ký ức từ kiếp trước đều trở nên vô dụng khi tốc độ hầm ngục mở cổng hoàn toàn khác, kể cả khi Hoa Jun không hồi quy, cậu vẫn đang vượt xa bọn họ. Rất nhanh Hoa Jun và Minsu đã đến hầm ngục cự hùng để săn quái. Sức mạnh và tốc độ của cự hùng vượt xa so với người chơi cùng cấp, chỉ cần bị nó vã cho một cái thì sẽ bị đăng xuất ngay và luôn. Cơ mà cự hùng gặp phải anh men thì vẫn bị bẻ cổ như thường. Có người vừa vượt qua hầm ngục level 16 này đại ca. Ai thế? Choi độc dược. Choi độc dược là thằng nào? Thì là Choi Chu sung đó. Vậy thì gã đó đã lên level 16 rồi sao? Anh ta chỉ chờ hầm ngục level 15 hoàn thành là xông vào. Có vẻ kiếp trước anh ta nhận được kỹ năng quan trọng từ hầm ngục đó. Một đối thủ tử tế đã xuất hiện. Thú vị đấy. Choi Chu sung kiếp trước là một người chơi với biệt danh độc vương. Hắn từng là hội trưởng bang hội số 1 Hàn Quốc. Hắn từng cố lấy cấp kỹ năng lén lút của anh. Chúng ta phải nhanh chân hơn nữa. Kiếp trước vũ khí chính của anh là gì? Em không biết tên của nó nhưng đó là một con dao găm màu đen. Nó là vật phẩm level 20 nhưng chỉ có duy nhất một con quái level 20 ở Hàn Quốc là báo vàng. Đại Hàn Dân Quốc, hầm ngục level 17 đã bị thành công quét sạch, ID Fearless. Điểm thưởng đã được thêm vào sức mạnh, chỉ số sức mạnh 1033. Chỉ số sức mạnh của người chơi lần đầu vượt qua 1000. Bạn đã đạt được thành tựu mới là vua sức mạnh. Bạn đã nhận được kỹ năng hóa đá từ thành tựu. Hóa đá level 1, hóa đá cơ thể đối thủ trong vòng 3 giây thời gian ảnh hưởng tỷ lệ thuận với sức mạnh của người chơi. Chỉ số sức mạnh của đại ca lớn hơn 1000 sao, sao mỗi lần anh làm gì nhóc cũng bị sốc hết vậy? Anh vừa sở hữu kỹ năng mà đức vua răng Seong cũng có. Đây là danh sách ghi nhận từ kiếp trước về hoàng đế Trung Hoa. Seong là người đứng sau ID hoàng đế Trung Hoa, anh ta có biệt danh là đức vua người chơi huyền thoại đã đoàn kết toàn bộ người chơi Trung Quốc. Hệ thống trò chơi là một phần tách biệt với tất cả ghi chú về lịch sử hoàn thành hầm ngục ở tiền kiếp, hoàng đế Trung Hoa là người chơi đóng góp nhiều nhất. Điều này có nghĩa anh ta là người đầu tiên hoàn thành tất cả những hầm ngục đó. Xe ông Wei là người đầu tiên có thể vượt qua nhiều hầm ngục hơn Hoa Jun, kỹ năng mà cậu có được cũng từng là kỹ năng của anh ta. Một nghìn điểm sức mạnh ảo ma quá đi, đại ca còn hơn người thuộc hàng top luôn. Đến vị trí hầm ngục level 20 trước đi, nhớ báo anh biết ai đang ở đó, anh sẽ đến ngay khi hoàn thành hầm ngục level 19 ở Ga Gang Nam. Em sẽ liên lạc với anh ngay khi có chuyện gì bất thường. Chuột chuỗi mắt đỏ level 19. Hoa Jun phải dọn sạch bọn chúng để mở ra cánh cổng báo vàng. Nếu có người trên thế giới có thể xóa bỏ hầm ngục cấp 19 thì cánh cổng của cấp 20 sẽ tự động mở ra. Nhưng trên thế giới chưa có ai có thể xóa bỏ hầm ngục cấp 19, đó là lý do tại sao cậu phải tiêu diệt hết lũ chuột chuỗi. Khi người dân đang sơ tán thì bất ngờ một con chuột chuỗi ngoi lên từ dưới mặt đất. Binh lính xung quanh lập tức nổ súng bắn về phía nó. Anh đi đi ở đây nguy hiểm lắm, mấy khẩu súng đó không có tác dụng gì với chúng đâu. Anh là một người chơi sao? Đúng vậy, lúc này có một con chuột định đánh lén hai người nhưng đã bị hoa run thi triển kỹ năng hóa đá rơi cái bạch xuống đất binh lính xung quanh thấy hoa run mạnh như vậy nên đã cho phép cậu tiến vào hầm ngục so với những con quái vật có bản năng tàn bạo mấy con này lại xảo quyệt hơn trong hầm ngục này có tổng cộng 15 con chuột chuỗi mắt đỏ chúng đã đào hang dưới mặt đất và có vẻ như chúng không có ý định chạy ra nếu đào từng con một thì tốn thời gian quá Minsu đã từng đề cập tới việc sử dụng khói từ việc đốt lông khỉ xanh để dụ quái vật ra ngoài, sau khi bị đốt nó sẽ phát tán một loại khói cực độc. Bạn đã thay đổi tương lai, điểm thưởng cộng 1. Bạn đã thăng cấp, điểm thưởng cộng 3. Tất cả quái vật trong hầm ngục đều đã bị tiêu diệt, cánh cửa sẽ bị phá hủy, thời gian còn lại 3 phút. Sắp phiền phức to rồi đại ca ơi, có chuyện gì thế? Ở đây có nhiều phóng viên lắm, loại bỏ họ đi anh tới ngay đây. Em thấy chuyện này có gì đó mờ ám lắm, tại sao lần này người của hội General không tới? Vậy hóa ra người không biết sợ lại là Ly Hoa Jun. Anh ấy giết hết lũ chuột chuỗi mắt đỏ chỉ trong vòng 30 phút. Vài phút sau Hoa Jun đã ngồi xe taxi tới. Anh đã bảo nhóc loại bỏ họ đi mà. Em xin lỗi đại ca, bọn họ không nghe em nói. Thôi kệ đi để anh giải quyết việc này một lần luôn cho xong. Nhìn kìa, đó là Ly Hoa Jun. Anh Ly Hoa Jun có rất nhiều lời tán dương của các người chơi trên thế giới dành cho anh đấy. Anh thấy sao về việc đó? Anh cố tình làm vậy để hạ thấp đạo đức của các người chơi khác đúng không? Tất cả các khu vực trên thế giới đều đang gặp ảnh hưởng nặng nề những con quái vật cấp cao đang xuất hiện ngày càng nhanh chóng hơn so với trước đây anh có nghĩ rằng mình có trách nhiệm gì trong việc đó không hỗn loạn quá thật ồn ào và phiền phức kiếp trước làm lính đánh thuê mình lúc nào cũng phải nghe tiếng bom đạn bên tai nên mình vô cùng quý trọng sự yên tĩnh vậy thì mình sẽ dùng cơ hội này để đảm bảo rằng mấy tên phóng viên và người đưa tin sẽ không bao giờ dám nghĩ tới việc tới đây gặp mình nữa yếu đuối là lỗi của họ mà bảo họ làm việc chăm chỉ hơn đi anh ly hoa jun thật sự nghĩ như vậy sao đương nhiên rồi yếu đuối chính là một tội ác mấy kẻ chỉ biết đổ lỗi cho người khác có thể xuống địa ngục. Hầm ngục báo vàng số lượng 7 con, người chơi tối đa 2 người, độ khó cấp B+. cộng. Độ khó của hầm ngục cũng là dấu hiệu thể hiện độ hiếm của trang bị có thể nhận được trong hầm ngục đó, cấp B+ cộng nghĩa là có khả năng nhận được trang bị cao cấp hiếm. Bạn đã đánh bại báo vàng level 20, đã nhận được phần thưởng. Dao gam hủy diệt, con dao gam có khả năng hủy hoại một hoặc nhiều người xung quanh. Nó có khả năng tận dụng sức mạnh kỹ năng của chủ nhân. Toàn bộ quái vật trong hầm ngục đã bị đánh bại, cánh cổng sắp bị phá hủy, thời gian còn lại 3 phút. Con dao găm kỳ lạ này chẳng có thông số hay sức mạnh tấn công gì hết. Những dòng mô tả về nó đều là màu tím, cuối cùng mình cũng có trong tay vũ khí từng dùng kiếp trước. Khi dùng kỹ năng này con dao găm cũng được yểm sức mạnh giống vậy. Không giống các vũ khí khác, nó không có sẵn sức mạnh tấn công hay thông số, nhưng kỹ năng của người cầm lại được truyền vào lưỡi dao. Nói cách khác người dùng càng mạnh thì con dao găm này sẽ càng mạnh. Ly Hoa Jun đã ra rồi kìa mọi người, có tin đồn cậu là người chơi có id fearless trong trò chơi the game có phải là thật không ạ à? hầm ngục báo vàng đã được hoàn thành rồi sao vũ khí cậu dùng trong kiếp trước tới từ hầm ngục này đúng chứ lại là phóng viên họ vây kín xung quanh khu vực ngoài cánh cổng báo vàng mình rõ ràng đã bảo minsu đuổi họ đi trong lúc mình còn ở hầm ngục nhưng thằng nhóc không làm được mình cũng thông cảm với thằng nhóc nó chẳng có quyền lực hay sức mạnh gì cả sao bọn họ lại không ở đây nhỉ lẽ ra phải có rất nhiều người chơi nhằm vào trang bị và kỹ năng của mình mới phải ngay cả những phóng viên không phải người chơi cũng biết trước mình sẽ trở về và đợi ở đây, ấy vậy mà xung quanh chẳng có người chơi nào cả, mọi chuyện bắt đầu phiền phức rồi đây. Cậu nhận được kỹ năng độc nhất thần nhãn từ lúc nào vậy? Ai of God, thần nhãn. Anh đã có những kỹ năng nào rồi, nhiều người tò mò lắm đấy ạ, anh nói vài lời đi ạ, anh có thể nói về level hiện tại và thông số của mình không? Level 24, sức mạnh 1033, nghe nói tôi được pháp luật miễn trừ mọi hình phạt rồi. Nếu ai còn tới làm phiền tôi thế này nữa thì đừng hỏi vì sao nước biển lại mặn. Ngày hôm sau, thế giới lại một lần nữa rơi vào hỗn loạn. Sức mạnh 1033, cảnh giới của một vị thần. Hồng ngục kim báo đã hoàn thành trong vòng chưa đến 40 phút, ai có thể cản bước anh ấy. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho rằng Hàn Quốc phải ngăn chặn Lee Hoa Jun. Lee Hoa Jun phát biểu, tôi từ chối tất cả phỏng vấn, nếu có người dám tìm đến tôi thì tôi sẽ giết kẻ đó. Thần nhãn, mặc dù em không chắc đó có thật sự là tên kỹ năng đó không, nhưng kiếp trước anh đúng là đã sở hữu kỹ năng nó. Nó có tác dụng gì? Có nó anh sẽ nhìn được thông số của đối thủ và cửa sổ kho trang bị nữa. Thần nhãn là kỹ năng độc nhất, không chỉ có một không hai trên thế giới này, mà khi thăng cấp nó còn được tăng sức mạnh khủng khiếp luôn nó. Sức mạnh của kỹ năng độc nhất không chỉ nằm ở việc kỹ năng đó là duy nhất trên thế giới, mà còn ở quyền năng cực khủng khi kỹ năng được thăng cấp. Ví dụ như khi level của kỹ năng ẩn thân tăng lên, những vật bị chạm vào cũng có thể biến thành trong suốt, không chỉ là cường hóa hiệu ứng một cách đơn thuần việc thăng cấp kỹ năng độc nhất thường được ví như lần thức tỉnh thứ hai vì anh là người duy nhất sở hữu kỹ năng thần nhãn chỉ có anh mới biết được quyền năng thực sự của nó thế nhưng theo như tính toán khi thần nhãn đạt tới level 2 anh sẽ có khả năng nhận diện mọi thứ chẳng hạn như sự rung nhẹ của đồng tử đối phương hay nhịp tim của họ hơn nữa nhìn cách anh sử dụng dao gam trong kiếp trước chỉ để nhằm vào điểm yếu của đối thủ thần nhãn có thể giúp anh nhìn ra điểm yếu đó tất cả người chơi đều hồi quy chắc chắn sẽ có người nhắm vào thần nhãn mà không phải chỉ một hay hai người thôi đâu. Có thể từ công hội lớn đến những người chơi cấp thấp cũng vậy. Đại ca chắc hẳn anh biết mình chính là một trong số những người chơi mạnh nhất kiếp trước phải không? Em nghĩ tin đồn xoay quanh các người chơi đều là thật đấy. Các công hội lớn của Nam Hàn chắc chắn họ sẽ có lưu trữ dữ liệu những người chơi đã tham gia vào hầm ngục cuối cùng. Những ghi chép đó sẽ giúp ích cho họ đánh cắp kỹ năng và trang bị từ các anh hùng đó. Các công hội lớn tỉ mỉ ghi chép lại mọi thứ về các người chơi nổi tiếng, bao gồm cả việc họ có được vật phẩm và kỹ năng lúc nào ở đâu. Những tờ giấy ghi chép tỉ mỉ về cuộc đời của tôi giờ lại là một bản đồ kho báu, một bản đồ kho báu dẫn họ tới chỗ những kỹ năng và trang bị Hoa Jun từng sở hữu ở kiếp trước. Công hội General đó là công hội lớn mạnh chưa từng đánh mất vị thế công hội hàng đầu ở Nam Hàn. Độc Vương Choi Chu Sung người đã được chọn xông vào hầm ngục cuối cùng ở kiếp trước chính là thủ lĩnh của công hội. Việc họ biết rõ vị trí của đá kỹ năng ẩn thân nghĩa là khả năng cao họ cũng biết được vị trí của các trang bị và kỹ năng Hoa Jun từng sở hữu. Là người hồi quy, hẳn họ không có hứng thú với các vật phẩm lắm. Dĩ nhiên trừ khi đây là vật phẩm huyền thoại rồi. Họ sẽ mang theo kiến thức và công nghệ tương lai để tạo ra vật phẩm họ muốn bằng nguyên vật liệu từ hầm ngục. Theo anh thì có một lý do mà không chỉ công hội General mà những người chơi khác đều không xuất hiện ở cổng kim báo. Lý do hợp lý nhất khiến họ từ bỏ con dao găm hủy diệt là hoa Jun đã gieo rắc nỗi sợ hãi trong họ, vậy nên họ sẽ không còn ý định gây chuyện với cậu. Đại Hàn Dân Quốc, hầm ngục óc đen cấp độ 21 đã được trinh phạt thành công, ID cho chú Sung thời điểm khởi đầu vẫn có rất nhiều người chơi từ các quốc gia khác như Mỹ hay Trung Quốc. Nhưng trong khoảng cấp độ 20, chỉ có tên của Hoa Jun và Choi Chu Sung. Hiện tại cậu đang có 732 điểm thưởng, cậu quyết định thêm tất cả vào chỉ số tập trung. Thành tựu hoàng đế có thể nhận được khi ta có một chỉ số vượt quá 1.000. Khi sức mạnh của mình đạt đến 1.000, mình nhận được thành tựu vua sức mạnh. Đi cùng với thành tựu đó là kỹ năng hóa đá, thứ từng được sử dụng bởi tiểu hoàng đế Seong Quay trong kiếp trước. 1.000 điểm chỉ số tương đương với một người chơi có cấp độ 334 dồn hết điểm của họ vào một loại chỉ số. Điểm tập trung rất quan trọng khi chiến đấu với lũ quái vật bằng tay không. Có nhiều điểm tập trung sẽ cho phép người chơi tận dụng tối đa chỉ số, hiệu quả hơn trong việc tránh né đòn công kích của lũ quái vật và dễ dàng phát hiện điểm yếu của chúng. Ngoài ra sự tập trung còn rất hữu dụng trong những tình huống mà mình không thể sử dụng kỹ năng. Anh không cần thêm mana sao? Anh vẫn chưa thấy thiếu mana lắm. Cũng phải, vốn dĩ anh luôn dùng kỹ năng rất hiệu quả mà. Chỉ số mana quyết định năng lực khai thác và sử dụng mana trong tự nhiên của một người, trước đây Hoa Jun chưa từng cạn kiệt mana. Giờ mình cần thăng cấp cho kỹ năng ẩn thân nữa, không phải anh chỉ cần lao vào là quét sạch bọn chúng rồi sao? Không cần phải đánh rắn động cỏ trong khi anh có một kỹ năng tốt như ẩn thân. Theo kinh nghiệm của mình so với việc tra hỏi tù nhân, thì do thám và đột nhập sẽ có hiệu quả hơn nhiều trong việc thu thập thông tin. Cái ngày mà kỹ năng ẩn thân của mình thăng lên cấp độ 2, mình sẽ tiến thẳng đến trụ sở chính của hội em cứ luôn nghĩ sao đại ca cứ mặc mãi mấy bộ thường phục này thế giờ anh đã mạnh lên rồi em nghĩ anh nên thay đổi cách ăn mặc đi anh nên mặc gì đó trông ngầu hơn thứ gì đó giúp thể hiện ra anh mạnh như thế nào ấy trang phục giúp anh trông ngầu hơn sao anh không cần đâu vì vốn dĩ anh đã ngầu rồi nhóc cửa hàng này hiểu biết về việc người chơi nên mang thứ gì vào hầm ngục làm đấy họ không chỉ bán trang phục bình thường đâu mà còn có những món độc đáo sẽ giúp anh nổi bật giữa đám đông đấy tôi có thể giúp gì cho hai người không chúng tôi đang tìm mấy bộ trang phục ngầu ngầu một chút thật ra thì tôi xin lỗi nếu có hơi thái quá nhưng vui lòng cho phép tôi tặng anh những món đồ ấy để bày tỏ sự thiện trí của tôi với việc anh ghé thăm nơi này không ngờ danh tiếng của hoa jun đã đủ để nhận được một vài bộ trang phục miễn phí làm sao để anh thăng cấp kỹ năng ẩn thân đây chìa khóa để thăng cấp kỹ năng chính là độ thông thạo nó là mức độ hiểu biết và khả năng sử dụng của người chơi với kỹ năng đó nếu người chơi cứ liên tục dùng một kỹ năng thì nó sẽ tự động thăng cấp cũng có thêm một hệ thống tính điểm để thăng cấp kỹ năng nữa. Khi độ thông thạo của một kỹ năng tăng lên thì sẽ có một tin nhắn hệ thống thông báo rằng độ thông thạo đã tăng. Trên thế giới có rất nhiều cánh cổng xuất hiện cùng một loại quái vật. Dù cho một cánh cổng yêu tinh và óc đã bị trinh phạt và cánh cổng có lũ quái vật cấp cao hơn được mở ra thì những cánh cổng chưa bị trinh phạt vẫn còn nguyên đó. Hầm ngục goblin và óc là một hầm ngục mình thường xuyên lui tới khi muốn thử nghiệm thứ gì đó mới. Tội goblin là loại quái vật yếu nhất trò chơi. Rất nhiều cánh cổng cố tình được để lại nhằm giúp cho các tân binh phát triển. Loại hành động nào sẽ giúp tăng độ thông thạo lên nhỉ? Ẩn thân. Mình không thể dùng ẩn thân và áo giáp trong cùng một lúc à? Có lẽ nếu dùng được cùng lúc thì có hơi bá đạo quá. Độ thông thạo của ẩn thân level 1 đã tăng lên, bạn đã thay đổi tương lai điểm thưởng cộng 1. Sử dụng nó đơn giản đến vậy sao? Có lẽ là vì hiện tại kỹ năng đó mới chỉ cấp độ 1. Độ thông thạo của ẩn thân level 1 đã tăng lên. Ẩn thân level 2 khiến toàn bộ vật thể mà người chơi chạm vào trở nên vô hình thời gian duy trì hiệu ứng tỷ lệ thuận với lượng mana của người chơi. Trụ sở chính của tổng hành hội ở đâu? Nó nằm ở khu trong đam quận Giang Nam. Chắc hẳn bọn chúng có nhiều tiền lắm nhỉ? Quận Giang Nam, phường trong đam. Chúng ta phải chịu trận vì tên khốn Ly Hoa Jun đó đấy. Ly Hoa Jun là người cứu thế giới đấy. Chúng ta chỉ cần giả vờ làm gì đó trong lúc vơ vét tiền là được. Để xem nào, mình nên đi đâu nhỉ? Tầng 1 là sảnh, tầng 2 là phòng chiến lược, tầng 3 là phòng họp. Thông báo tới tất cả các thành viên ban điều hành trong tòa nhà, Cuộc họp buổi sáng sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ 30, giờ mình đã biết phải tới đâu rồi. Hôm nay là ngày 14 tháng 1, buổi họp sẽ diễn ra ngay bây giờ. Trong phòng này có nhiều người quá, có thể tương lai mình sẽ gặp lại họ nên chắc là phải nhớ mặt họ thôi. Hôm nay chỉ Huy vắng mặt vì anh ấy đang trinh phạt hầm ngục cấp 23. Không có người chơi nào hỗ trợ được anh ấy nên anh ấy phải tự làm hết mọi việc. Sớm thôi anh ấy sẽ đạt được thần nhãn. Chúng ta phải để mắt tới Ly Hoa Jun, cuộc họp nào cũng nhắc tới tên khốn nó đó là vì chúng ta không thể bắt được hắn có ai biết ly hoa jun đang ở đâu không nếu không phát hiện ra vị trí của hắn thì bắt kiểu gì phó chỉ huy công hội choi han sung chúng ta đã mất kỹ năng ẩn thân rồi cứ cho là chúng ta đã từ bỏ cả con dao găm đi nhưng anh biết nếu để thần nhãn rơi vào tay hắn thì sẽ ra sao rồi đúng không hiện tại chúng tôi chưa thể xác định vị trí của ly hoa jun nhưng dù thế nào chắc chắn hắn sẽ xuất hiện ở nơi đó để lấy được thần nhãn đồ ngu này tên đó đã mạnh hơn kiếp trước rất nhiều hắn đã làm cái quái gì vậy chứ Hắn mạnh như vậy thì sao chúng ta có thể bắt hắn được chứ? Đây là ghi chép tất cả mọi thứ Ly Hoa Jun từng làm ở kiếp trước. Hắn đã lấy được thần nhân ở hầm mục quái vật ốc đen cấp 34 vào ngày 17 tháng 4 ở kiếp trước. Trong sự kiện đó, bốn người chơi của chúng ta đã bị hắn hạ gục. Những người đó xin hãy giơ tay lên. Người duy nhất trên thế giới này biết rõ nơi đó và Ly Hoa Jun là đội của chúng tôi. Xin hãy cho chúng tôi một cơ hội nữa. Tôi sẽ lấy mạng Ly Hoa Jun và đem thần nhãn về. Tôi thích thái độ đó rồi đấy. Cô đã có kế hoạch gì chưa? chúng tôi định dùng SA2 lên những con orc đen. Chẳng phải thứ thuốc đó đã bị cấm bởi hiệp hội những người chơi trên thế giới rồi sao? Nếu không dùng SA2 thì không còn cách nào khác để ngăn ly hoa run lấy được thần nhãn. SA2 là thuốc cường hóa dị năng của quái vật, nó đã bị cấm bởi hiệp hội người chơi. SA2 có tác dụng trong 24 tiếng, ngày ly hoa run tiến vào cổng ta sẽ cho lũ orc đen dùng SA2 trước đó. Orc đen sẽ mạnh ngang với lũ quái level 100, một khi ly hoa run bị chúng tiêu diệt ta sẽ cướp kỹ năng và vật phẩm của hắn cùng với thần nhãn tất cả phải tuyệt đối giữ kín chuyện này nếu có người phát hiện chúng ta dùng sa 2 thì công hội sẽ tiêu đời do thiếu mana ẩn thân sắp bị vô hiệu thời gian còn lại 2 phút điểm thưởng 243 cộng hết vào mana chỉ số mana 341 dòng mana vừa mới biến đổi có ai vừa kích hoạt kỹ năng hay dùng điểm thưởng cho mana sao ý cô là gì đang họp ai lại đi dùng kỹ năng chứ lúc này có người thông báo hội chủ đã tới tất cả mọi người đang ngồi đều đồng loạt đứng dậy. Người đàn ông này chính là Choi Chu Sung hội trưởng của hội General. Hẹn gặp lại mày ở hầm ngục óc đen, giờ chưa phải lúc tập trung vào Choi Chu Sung. Mấy tờ giấy đó quan trọng hơn, những ghi chép đó có thông tin quan trọng về kỹ năng kiếp trước và vật phẩm của mình nữa. Nhờ có thông số tập trung 700, không khó để bước chân không phát ra tiếng. Chỉ có người chơi có thông số cao hơn Hoa Jun mới có thể phát hiện ra cậu, nhưng thực tế lại không có. Thứ này thật sự dày quá đấy. Lông khỉ xanh, khi đốt cháy sẽ tỏa ra khí kịch độc, hãy cẩn thận vì thứ này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Họ ghi lại những sự kiện như một kịch bản phim vậy, còn có thông tin chi tiết về những người chơi mình đã giết. Có cả danh sách vật phẩm kỹ năng và nguồn gốc của chúng nữa. Quá khứ và tương lai của Hoa Jun, cơ thể của Ly Hoa Jun đã bị biến đổi một cách bí ẩn, đặc biệt là sau khi anh ta hoàn thành tầng thứ 245 của hầm ngục. Hắc thể của anh ta đã bị hóa thành một hình thể mờ ảo, phá hủy bất cứ thứ gì không may nằm trong phạm vi của anh ta. Đó chắc chắn là một kỹ năng cấp huyền thoại. Tôi chưa từng thấy bất kỳ kỹ năng nào sở hữu thứ sức mạnh lớn đến vậy. Những người chơi khác bắt đầu truyền tai nhau nhân dạng đó là hắc ảnh của Ly Hoa Jun, từ đó anh ta nhận được biệt danh tử hắc ám. Từ lúc chúng ta hồi quy lại, kỹ năng bí ẩn thuộc cấp huyền thoại đó sẽ phải thuộc về hội trưởng Choi Chu Sung. Có lẽ đây là bản sao thôi, bản chính ở đâu được nhỉ? Bạn đã thay đổi tương lai, điểm thưởng cộng 1. Sau khi mình phá hủy siêu máy tính chứa đựng những thông tin về hội chủ của công hội, Giờ đây thông tin về hệ thống lại tiếp tục hiện lên trước mắt mình. Số điểm cộng thêm mà mình nhận được cũng đủ để cho thấy hội General có ảnh hưởng lớn như thế nào đối với thế giới. Có vẻ như mình đã thay đổi tương lai nhiều đến vậy chỉ với việc phá hủy phần lưu trữ. Sau chuyến đi tới công hội General mình đã nhận được một lượng điểm thưởng lớn đến mức mình chưa từng thấy bao giờ. Cộng hết điểm thưởng vào sức mạnh, chỉ số sức mạnh 2054. Chúng ta vẫn chưa biết được SA2 sẽ khiến lũ quái vật mạnh đến mức nào. Sao nhóc lại biết nhiều thông tin về SA2 như vậy? Em đã tìm được nhiều thông tin hơn những gì mà anh đã gửi qua phần tin nhắn. Con người đúng là đáng sợ, vốn dĩ loại thuốc này được phát triển để tăng cường kỹ năng và vật phẩm. Nhân tộc tưởng rằng độ khó của hầm ngục sẽ tự khắc được tăng lên nếu như sức mạnh của lũ quái vật ở trong hầm ngục được tăng lên. Họ thực sự đã có ý định thử nghiệm với hệ thống trò chơi, tuy nhiên hệ thống trò chơi lại không phản hồi dựa theo lượng thuốc được sử dụng. Video đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi, tạm biệt mọi người.